quay vô. Ở đây chị để xe cho khách gửi xe. Nếu trong 3 ngày anh em làm tư bản 3 ngày chị tự giải quyết. Sau 3 ngày thì phụ sẽ xuống việc với chị. Mà cái này thề ở trong nhà mà. Đâu có trong nhà được nói là cái lời rồi. Ha. Bây em thấy là cho cái tờ nhà là bây giờ không có, bây giờ chị ra lời rồi không có đâu, này mình phải sắp xếp đến giờ này rồi mình không nói gì nữa ha, mình nói nhau cái gì nữa hết đã biết rồi, cả nước ra quân rồi, đã mới như vậy cả nước rồi, đầu tiên ra quân luôn nên phải ủng hộ ha. Chủ anh Hải phó chủ tịch quận ảnh cũng là một cái gương để là coi như có sức lan tỏa lớn. Tôi cũng nghĩ rằng là ảnh làm thì trước đó cũng giống như tôi như thế này, cũng đã đi nhắc nhở trước. Chỉ có những cái mà hộ mà ta không thực hiện thì ảnh cũng quyết liệt để làm, có nghĩa là phải có cái đồ cưỡng chế theo. Thì sau này nếu như là qua cái quá trình của tôi vận động thuyết phục mà các cái hộ kinh doanh nào mà không thực hiện thì chúng tôi cũng phải là bước theo là xử lý vi phạm chính, thì phải tháo dỡ hoặc là cưỡng chế để các cái hàng hóa xử phạt để cho cái này là phải bền, chứ còn nếu mà mình cứ di du thì tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà mình làm được cái lặp lại cái trật tự. Em nói với chị một cái bản vậy thôi, ai em cũng thực hiện hết, mà giờ em di du chị rồi làm sao em làm việc, chị thông cảm. Chị cho em lấy đi rồi lên chị đóng phạt. Thank you.